Ok, thì tiếp theo đây là một cái series về những cái sản phẩm mà mình đang làm ha, hoặc là đã hỗ trợ được những khách hàng. Thì đơn giản như đây là một cái sản phẩm mà khách hàng đặt về kiểu giống như bếp nướng cái min loại mini nè, đó kiểu như vậy ha. Đó thì mình có thể khỏi đi, à, mình có thể làm và hướng dẫn, có thể là vừa làm vừa hướng dẫn mọi người trong quá trình khi mà mọi người cần luôn, hơn ai có nhu cầu học hay gì đó, còn quan tâm cần làm vai gia công sản xuất gì đó thì mình đều có thể hỗ trợ mọi người được ha. Ok, rồi vậy thì những sản phẩm liên quan đến về kim loại tấm mình rất là khỏe, mình rất là làm nhiều thường xuyên, nên là cái ai có nhu cầu liên quan đến về kim loại tấm, các sản phẩm đồ này nọ ha, cứ liên hệ mình ha. Rồi thì nhớ ai chưa vào kênh group, chưa like, chưa follow và đăng ký kênh của mình thì nhớ đăng ký giúp mình xíu nha. Rồi ai chưa vào trong group đây thì nhớ vào, và mọi người có thể search tên của mình để lấy lại được những cái dữ liệu, những cái thông tin, những cái bài đăng, những cái kiến thức trước đó mà mình đã đăng ha, tha hồ mà cứ tải free hết. Okay ha. Rồi tất cả các nội dung, thông tin liên hệ và khóa học và những cái dịch vụ mà mình đang hỗ trợ đều nằm hết trong cái phần mô tả, mọi người cứ việc liên hệ trực tiếp mình nha. Rồi thì đây mình muốn show về những cái sản phẩm liên quan đến về kim loại tấm. Ok ha. Đó, ví dụ như đây là một cái sản phẩm bàn bếp. Ok. Rồi mọi người có những cái nhu cầu nào tương đồng hoặc là có cần quan tâm gì đó cứ liên hệ để mình hỗ trợ nha.